Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới Phương Thúy. Xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Kính thưa quý vị, thảm họa lũ quét với vận tốc 80 km/h đe dọa trực tiếp đến an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến cho hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn, vượt biên để tìm nơi trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tình hình lũ lụt, động đất, sạt lở ở nước này vẫn đang căng như dây đàn khi hôm qua siêu lũ quét cao tới 4 mét di chuyển với vận tốc cực nhanh lên tới 80 km/h và tâm điểm của nó hướng đúng vào các nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, Trùng Khánh và con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, những nơi mà siêu lũ quét trên cản quét qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Nhiều nơi đã bị cản quét trở thành tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy một trận vòi rồng đã cuốn trôi 1.800 ngôi nhà, 2.170 xe ô tô và xe buýt, đánh sập một tòa nhà ga xe lửa, cuốn bay rất nhiều biển hiệu quảng cáo, làm tan nát một khu công nghiệp, làm nứt vỡ một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hơn 500 triệu người dân ở thành phố như Vũ Hán, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông và thành phố Tứ Xuyên chạy tán loạn lên đỉnh núi cao để trú ẩn. 2/3 trong số đó chạy lên điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Vạn Lý Trường Thành để lánh nạn, một số thì chạy xuôi về Nam, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thiệt hại ban đầu do hai trận thảm họa gây ra ước tính lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Bắc Kinh đang rất bối rối, họ không hiểu vì sao thời gian vừa qua nước họ lại luôn hứng chịu sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất và của trời. Theo ông giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc tên là Chen Long cho biết, đây là hiện tượng thiên nhiên rất bất thường lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc trong 1.000 năm trở lại đây. Ông Giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm vừa qua, và bước qua năm nay, những thảm họa thiên nhiên vẫn xuất hiện ngày càng dày hơn. Dịch Covid mới bùng phát trở lại với biến thể mới thì nay mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố, phong ba mịt mờ đang liên tục ập tới Trung Quốc. Và hôm qua, một trận lũ quét cao 4 mét và một trận vòi rồng lại tiếp tục càn quét Bắc Kinh liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ vào lãnh thổ của Trung Quốc, làm cho nền kinh tế nước này đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng kiệt quệ hơn. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách đối với cả thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua, liên tục mưa to, gió lớn ập xuống đầu của phía Trung Quốc, làm cho ngập lụt khắp mọi nơi. Có những nơi nước dâng từ 3 đến 4 mét, có những nơi trũng sâu ngập lên đến 9-10 mét. Những ngôi nhà xây từ 3 đến 5 tầng cũng bị ngập đến tầng 3. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm đến những việc hạn hán, lũ lụt kể trên. Ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của Bắc Kinh để gây gổ, gây hấn với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc ngoài nước Mỹ. Thưa quý vị thân mến, theo nhiều trang tin chính thống và sáng nay cho biết, sau nhiều tuần mưa lũ nghiêm trọng ở Tây Nam và miền Trung Trung Quốc, những cơn mưa lớn gây lũ lụt dọc sông Dương Tử khiến gần 300.000 người sơ tán ở các tỉnh An Huy, Giang Tô do nhà cửa bị phá hủy, đường phố tê liệt và những người bị mắc kẹt mà không có thức ăn hoặc điện. Tân Hoa Xã đưa tin khoảng 147.000 người sơ tán vào hôm qua tại An Huy khi hơn 2.000 căn nhà bị hư hại sau một tuần mưa bão ở bờ biển phía đông. Tại khu vực Giang Tây, có hơn 151.000 người đã được sơ tán từ 2 ngày trước, gần 20.000 ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Và hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhiều trận mưa lớn sẽ diễn ra ở các vùng phía Nam trong những ngày tới. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng, tổ chức sơ tán và cứu trợ. Video được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy những ngôi nhà 3 tầng bị sập, đồ đạc trôi nổi trong nước bùn và lính cứu hỏa đang cố gắng giúp người dân thoát hiểm từ cửa sổ căn hộ đến nơi an toàn. Theo Tân Hoa Xã,
Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử hôm qua đã đưa ra cảnh báo màu cam về nguy cơ lũ lụt ở vùng hạ lưu và trung lưu của con sông dài nhất Trung Quốc trong bối cảnh mưa lớn được dự đoán tiếp tục diễn ra trong khu vực này trong 3 ngày tới. Trong khi đó, cơ quan phòng chống lũ và hạn hán của tỉnh Hồ Bắc, tỉnh nằm ở khu vực trung lưu sông Dương Tử, cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, bắt đầu từ 15 giờ theo giờ địa phương. Tính đến chiều ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 140 người tử vong và 15 người mất tích sau khi mưa lớn trút xuống 44 quận tại tỉnh này, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 9 triệu người. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động 303.200 người tuần tra dọc các con sông để cảnh báo về nguy cơ lũ lụt. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh đã sơ tán 17.000 người đến nơi an toàn và huy động 85 chuyến bay tuần tra để theo dõi thảm họa lũ lụt và địa chất. Kính thưa quý vị khán giả, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa qua đưa tin, vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, hồ chứa nước Gia Trị đã bị vỡ, trong khi mực nước tại hồ chứa khác là Trường Giang và sông Giải Lỗ cũng đều vượt mức báo động, có nguy cơ sẽ vỡ bất kỳ lúc nào. Theo thống kê sơ bộ, đã có 31 người thiệt mạng, 100.000 người buộc phải di rời đi chỗ khác. Lượng mưa trung bình đã lên tới hơn 500mm. Theo cơ quan khí tượng, đây là mức cao kỷ lục trong 60 năm qua tại đây và chỉ trong 3 ngày đã đạt lượng mưa tương đương trung bình cả một năm. Truyền thông địa phương đã dẫn lời một nhà khí tượng học cho biết, trong 3 ngày qua, Nhạc Dương đã chứng kiến lượng mưa ngàn năm có một. Trong video này, các bạn sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, có lẽ trong đời chưa từng thấy và chưa từng trải qua, nhưng đã và đang xảy ra tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Trước khi xảy ra sự cố vỡ đập này, quân đội Trung Quốc đã cảnh báo rằng con đập Gia Trị này có thể bị vỡ tiếp bất kỳ lúc nào, vì cách đây 2 ngày nó đã bị vỡ dài khoảng 20 mét. Quân đội đã điều động khoảng 20.000 binh sĩ đến gia cố con đập nhưng bất thành. Theo các video được truyền thông Trung Quốc đăng tải, tại Vũ Châu, một thành phố ở tây nam của Nhạc Dương, đường phố biến thành dòng nước xoáy, cuốn trôi ô tô và nhiều phương tiện khác. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng cho thấy nhà để xe của một trung tâm mua sắm ở Nhạc Dương đã bị ngập lụt và lực lượng cứu hộ đã sơ tán những hành khách bị mắc kẹt bên trong. Hành khách phải thoát hiểm bằng lối đi riêng, tuy nhiên đã có tới 31 người tử vong do không kịp thoát do nước ngập đến. Một số người sống sót viết trên mạng xã hội, tôi thật sự sợ hãi, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nước mà là nguồn dưỡng khí trong xe ngày càng giảm đi. Do trời mưa, nhà chức trách đã tạm dừng dịch vụ xe buýt vì các phương tiện này chạy bằng điện. Một người dân Nhạc Dương cho biết đó là lý do tại sao nhiều người lựa chọn đi xe riêng và thảm kịch đã xảy ra, ông nói. Truyền thông báo cáo đường hầm trung tâm mua sắm đã hoàn toàn thất thủ, toàn bộ tuyến số 5 và tuyến số 7 bị ngập lụt, nhiều người mất tích và ít nhất hàng ngàn người đã bị mắc kẹt trong 7 giờ. Một cư dân mạng địa phương đã đăng tải lên mạng xã hội rằng anh họ của anh đã bị nhốt trong khu B2 của nhà để xe trong nhiều giờ và nước đã ngập đến ngực. Nhạc Dương giao thông mặt đất bị đình chỉ hoàn toàn. Thành phố bị ngập úng nghiêm trọng. Cư dân mạng bất bình cho rằng nếu chính quyền dùng số tiền lớn đem rác ở châu Phi để đầu tư cho Nhạc Dương thì thảm họa này không xảy ra. Nhiều video cho thấy bùn đất thải cuồn cuộn trên đường phố ở nhiều thành phố của tỉnh Giang Tây. Theo báo Đô thị Phương Nam, vào ngày hôm qua, đoàn xe K599 từ thành phố Bao Đầu chạy đến đoạn giữa Nam Dương và chùa Hải Đường ở Nhạc Dương trên tuyến Bắc Kinh – Quảng Châu thì phát hiện trời mưa lớn khiến cho đường bị lún, do đó đoàn xe đã bị nghiêng gây nguy hiểm. Các hành khách đã được di chuyển khẩn cấp. Theo tờ Nhật báo Trung Hoa dẫn báo cáo từ Cục Khí tượng địa phương cho biết, lượng mưa từ 20 giờ ngày hôm trước đến 20 giờ ngày hôm qua là 617,1mm, chỉ trong 2 ngày đã gần tương đương với lượng mưa trung bình cả năm của Nhạc Dương, trong đó lượng mưa trung bình giờ và lượng mưa trung bình ngày đã phá vỡ kỷ lục lịch sử 60 năm kể từ khi Nhạc Dương được thành lập. Báo cáo mô tả đây là trận mưa lũ ngàn năm có một, trận lụt lớn ở Giang Tây đã khơi dậy kết đau thương của người dân địa phương. Vào tháng 8 năm 1975, trận lũ lịch sử đã phá hủy 102 km đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu. Do vỡ đập vào lúc 1 giờ sáng, hàng chục ngàn người vẫn đang ngủ, nhiều làng mạc và thị trấn đã biến mất. Vào thời điểm đó, số người chết ít nhất 26.000 người, nhưng số người chết bất thường do dịch và đã nói từ hậu quả của lũ lụt là khoảng 220 đến 240.000 người.
Đó là thời kỳ cách mạng văn hóa của Trung Quốc mà chính quyền không hề nhắc đến. Cho đến tận nhiều năm sau, người ta mới biết đến lịch sử đau thương này. Vào ngày hôm qua, truyền thông Trung Quốc khẳng định rằng 13 người ở tỉnh Giang Tây đã thiệt mạng vì lũ lụt trong đường hầm nhà đẩy xe. Cũng đã có hơn 200.000 cư dân đã được sơ tán khẩn cấp. Hơn 26.000 binh sĩ và nhân viên cứu hộ đang tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Sân bay Nhạc Dương đã phải hủy hàng loạt chuyến bay trong thời gian vừa qua. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã làm những điều trái với luân thường đạo lý, làm cho nhiều người dân ở Trung Quốc phải khổ sở, sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì ông ta. Dù lũ lụt hạn hán, ông ta vẫn nuôi tham vọng đi xâm chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc dần dần mất hết lòng tin với cả thế giới. Các nhà phân tích cho rằng lẽ ra Trung Quốc là một trong những nước lớn mạnh nhất trên thế giới. Nhưng giờ đây, trong mắt cộng đồng thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước mà chuyên đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, chuyên đi gây gổ, gây hấn, đánh nhau nhằm xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, nhất là khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Đài Loan. Nói tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao nhiều nước trên thế giới bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy? Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Ở đây là do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập mà ra. Chính quyền ông Tập đã ấp ủ mưu đồ và đem quân đội của Bắc Kinh gây hấn với hầu hết các nước trong khu vực xung quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra trong suốt nhiều ngày đêm vừa qua, không một ai, không một nước nào trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Họ đều quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện tại chỉ có một nước duy nhất trên thế giới kề vai sát cánh với cả Trung Quốc, đó chính là Campuchia. Người ta cho rằng Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và ông Tập Cận Bình được cho là rất thân thiết với nhau. Đây chính là lý do vì sao ở một bài phát biểu thủ đô Bắc Kinh, ông Tập đã nhấn mạnh rằng Campuchia là một trong những nước thân cận tuyệt đối với Trung Quốc và Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến quân sự. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng phạt. Người cần bị trừng trị ở đây là ông Tập. Người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi vương thế giới vượt qua Mỹ. Chính vì thế mà ông ta đã bất chấp tất cả, ông ta chỉ cúi đầu khuất phục trước thiên nhiên mà thôi. Và trên con đường danh lợi, muốn đưa Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương của thế giới, ông ta đã quá nóng vội mà mắc quá nhiều sai lầm. Vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc và đây chính là bài học xương máu sâu sắc đối với chính quyền ông Tập. Và hy vọng sau đợt trừng trị của thiên nhiên này, Trung Quốc sẽ nhìn nhận lại được những lầm lỗi sai trái của mình. Và trong tương lai, hy vọng chính quyền ông Tập sẽ đối xử tốt với người dân của Bắc Kinh cũng như không đi gây gổ, gây hấn với tất cả các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không vi phạm xâm chiếm Biển Đông. Và chỉ có như vậy, Trung Quốc mới được sống trong yên bình. Còn nếu không, trời đất thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và sẽ đánh sập con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó, Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ chương trình nào trên Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!